Thưa quý vị, nhằm tôn vinh doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là ngày thương hiệu Việt Nam. Với sự quan tâm của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngày càng có nhiều sản phẩm, hàng hóa gắn với thương hiệu Việt, khẳng định vị thế trên thị trường. Tại Đà Nẵng, những năm gần đây, thành phố còn hướng đến việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ô cốp gắn với nguồn gốc địa lý, nhằm phát huy lợi thế thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm ô cốp. Mỗi xã, một sản phẩm hay còn gọi là ô cốp là chương trình phát triển kinh tế nông thôn trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nhãn mác thương hiệu và vươn ra các thị trường. Tại Đà Nẵng, chương trình đến nay đã qua giai đoạn phát triển, tiến tới giai đoạn hoàn chỉnh thương hiệu và mở rộng thị trường. Sản phẩm của làng nghề nước mắm Nam Ô là một sản phẩm ô cốp của Đà Nẵng, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể, ghi nhận giá trị thương hiệu của một làng nghề. Để nâng tầm thương hiệu cho nước mắm Nam Ô cũng như thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống trong tương lai, năm 2022, Sở Khoa học Công nghệ phối hợp với chính quyền địa phương sẽ hoàn tất xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm Nam Ô, cũng là chỉ dẫn địa lý đầu tiên cho sản phẩm làng nghề tại Đà Nẵng. Phải nói là cái nước mắm Nam Ô nó vốn dĩ nó đã có danh tiếng rồi. Còn bây giờ là chúng ta làm cái nhiệm vụ là khẳng định cái danh tiếng đó, và đồng thời trên cơ sở đó chúng ta sẽ hướng dẫn cho bà con tuân thủ tất cả những cái quy định, những cái quy trình mà lâu nay bà con vẫn đang làm, nhưng bây giờ phải làm theo đúng một cách bài bản. Và cộng với đó là sau khi chúng ta làm chỉ dẫn địa lý thì chúng ta sẽ đẩy mạnh cái công tác truyền thông, truyền bá, và chúng ta tạo ra các mối liên kết, cái chuỗi giá trị để cho sản phẩm từ cái khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ thị trường nó đều đảm bảo là đúng cái nước mắm Nam Ô mà đã có danh tiếng từ lâu nay. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã chứng nhận gần 30 sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn ô cốp. Giai đoạn từ nay cho tới cuối năm 2022, ngoài việc hỗ trợ xây dựng các chuỗi sản phẩm ô cốp thế hệ mới với bộ tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm đầu tư nâng cấp các thương hiệu ô cốp đã được công nhận, tiến tới nâng cấp chất lượng các sản phẩm đủ tầm quốc gia để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là mục tiêu và kỳ vọng của rất nhiều doanh nghiệp ô cốp trên địa bàn thành phố trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp vẫn và đang bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Bây giờ so với 3-4 năm trước đây thì cái diện mạo của sản phẩm ô cốp đã thay đổi rất nhiều về mặt bao bì, hình thức, mẫu mã. Về cái tư duy của người chủ thể ô cốp, người ta cũng đã dần thay đổi và người ta có cơ hội tiếp cận rất nhiều với các cơ sở sản xuất làm bao bì thương hiệu. Và em rất vui vì đến bây giờ nhiều sản phẩm trên hàng kệ của em mà sản phẩm ô cốp đạt giá trị về thẩm mỹ rất là cao. Theo Sở Công Thương, chương trình ô cốp đã giúp các địa phương lựa chọn đúng sản phẩm chủ lực. Các sản phẩm sau khi được cấp chứng nhận ô cốp đều tiêu thụ tốt, làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân trong sản xuất hàng hóa. Trong thời gian tới, các chủ thể cần đầu tư mở rộng sản xuất, bảo đảm đầu ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ, đặc biệt là kết nối với các sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiến tới áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO, HACCP, GMP để xuất khẩu sản phẩm hướng tới thị trường ngoài nước. Về cái hội nhập kinh tế quốc tế thì trong thời gian qua thì Sở Công Thương cũng là cái cơ quan đầu mối của thành phố Đà Nẵng để tham mưu cho ban thành phố xây dựng các kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn. Và theo đó thì Sở Công Thương đã tổ chức nhiều cái hoạt động để triển khai cái kế hoạch này. Chúng tôi đã tổ chức các cái buổi hội thảo, hội nghị để giới thiệu về các hiệp định và có những cái sự kiện chuyên sâu cho các cái ngành hàng khác nhau để cho doanh nghiệp nắm mắt và tổ làm các cái sổ tay hết sức là ngắn gọn để cho phát cho các doanh nghiệp và người ta có thể nghiên cứu để áp dụng trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, câu chuyện xây dựng thương hiệu cần được các doanh nghiệp, chủ thể ô cốp quan tâm, chú ý nhiều hơn để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng dành cho hàng Việt.